Tiên đế trọng sinh, tập 35. Tô Thương xuống giường, đi đến căn phòng bên cạnh, đang chuẩn bị gõ cửa thì đúng lúc Lý Kỳ Kỳ và Châu Vũ Đồng đẩy cửa đi ra. "Ồ, Tô Thương, anh lén lén lút lút ở cửa phòng tôi làm cái gì? Anh không biết xấu hổ sao? Chắc anh sẽ không nhìn trộm tôi đó chứ?" Lý Kỳ Kỳ trợn trừng to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói ra. "Mắt nào của cô nhìn thấy tôi lén lén lút lút? Còn nữa, cô mộ ngủ một giấc xong bị ngốc rồi hay sao hả? Chỗ này là nhà tôi đó." Tô Thương liếc nhìn Lý Kỳ Kỳ một cái, cười cợt nói. "Còn nữa, cô cũng không xem điều kiện của bản thân mình, cứ coi như là tôi muốn nhìn trộm đi. Tôi cũng sẽ không nhìn trộm cô đâu. Nhìn trộm bản thân của cô không phải là tốt hơn sao? Anh..." Lý Kỳ Kỳ tức đến phát đi lên. "Kỳ Kỳ, đừng nóng giận, cũng có cái gì đó to tát đâu chứ." Châu Vũ Đồng đứng bên cạnh nói ra. Lý Kỳ Kỳ nghe vậy liền nói. "Đồng Đồng, cậu tốt thật đó, còn biết an ủi tớ." "Không, Kỳ Kỳ, chẳng qua là tớ cảm thấy Tô Đại Thiếu Gia nói rất đúng." Châu Vũ Đồng nghiêm túc nói. "Đồng Đồng..." Lý Kỳ Kỳ thở phì phò, trợn mắt liếc nhìn Châu Vũ Đồng một cái, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Ha, được rồi Kỳ Kỳ, tớ chỉ đùa với cậu một chút thôi." Châu Vũ Đồng cười cười, sau đó an ủi. "Hôm nay tớ dẫn cậu đi dạo phố, mua cho cậu một cái túi sách để đền bù tổn thất. Đừng giận nữa, được không nào?" Lý Kỳ Kỳ đương nhiên biết bản thân không có ý nghĩ xấu xa gì, chỉ là chọc mình một chút, nên cũng không tức giận. "Cái này là chính cậu nói đấy nha, Đồng Đồng, tớ sẽ không chọn cái rẻ tiền đâu." "Không sao cả." Châu Vũ Đồng kéo tay Lý Kỳ Kỳ khẽ cười. "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó thì đi mua túi sách. Đúng lúc tớ cũng muốn mua một cái." "Hè, được." Lý Kỳ Kỳ rất hoang phí, có được câu trả lời chắc chắn, ngay lập tức liền mỉm cười. "Tô Đại Thiếu Gia, tôi quên mất, chưa tự giới thiệu bản thân. Tôi là Châu Vũ Đồng, khi còn bé thì lớn lên ở Giang Bắc, mấy năm trước đã tới Giang Nam, là bạn thân tốt nhất của Kỳ Kỳ." Trước khi đi, Châu Vũ Đồng nhìn về phía Tô Thương, vừa cười vừa nói. "Anh không đi dạo phố cùng bọn tôi sao? Tôi còn có việc, các cô đi đi." Tô Thương cười cười từ chối. "Được thôi." Châu Vũ Đồng dường như hơi thất vọng, sau đó liền kéo Lý Kỳ Kỳ đi. "Đồng Đồng, cậu gọi anh ta đi cùng làm gì chứ? Anh ta không phải là thứ tốt đẹp gì đâu." "Ha, chỉ là tớ cảm thấy anh ta thú vị một chút mà thôi. Hơn nữa, Kỳ Kỳ, theo tớ thấy, Tô Đại Thiếu Gia cũng không hư hỏng như vậy đâu nha. Anh ta cũng được đó, ban đêm cũng không làm phiền đến bọn mình. Cậu thì biết cái gì chứ? Chắc chắn là ban ngày anh ta đến quán bar, cho nên ban đêm mới không còn sinh lực đó." "Wow, Kỳ Kỳ, cậu hiểu biết nhiều thật đấy." Tô Thương đưa mắt nhìn hai cô gái rời đi, rồi nở một nụ cười. Cuối cùng anh cũng có thể yên tâm tu luyện rồi. Nhưng lúc này Tô Thành Bình bỗng dẫn theo Tiêu Đình đi đến. "Tô Thương, tối hôm qua con không bị sao chứ?" Nhìn thấy Tô Thương, Tô Thành Bình cười cười hỏi. Tô Thương đón nhận ánh mắt của cha, khẽ cười nói. "Không sao ạ, con có thể có chuyện gì được chứ? Nhị tiểu thư nhà họ Lý không đánh con sao?" Vẻ mặt của Tô Thành Bình hiện lên một nụ cười giễu cợt. "Không có ạ, con ở chung với cô ấy cũng rất ổn đấy ạ." "Ha, Tô Thương ơi là Tô Thương, con đúng là đến chết vẫn sĩ diện, giả vờ cái gì mà giả vờ chứ?" Tô Thương nhịn không được bèn cười to. "Nói thật cho con biết nhé, là cha đã gọi Lý Kỳ Kỳ đến đó. Tối hôm qua nhất định là con bị đánh cho rất thê thảm. Bây giờ đã biết có người bảo vệ là rất quan trọng rồi chưa?" Vâng, cha nói đúng ạ, có người bảo vệ là quá quan trọng luôn đó." Tô Thương nói một cách qua loa. "Ha, bây giờ mới biết thì đã muộn rồi, cha đã quyết định không cử người đến bảo vệ con nữa. Sau này nếu con không muốn bị đánh thì phải tự mình tu luyện để trở nên mạnh hơn đi. Đừng có cả ngày ăn chơi lêu lỏng như vậy nữa." Tô Thành Bình nói tiếp. "Bên quốc nhậm kia hoàn toàn không đùa được đâu. Cha quyết định sắp xếp Tiêu Đình dạy con võ thuật. Còn con có học hay không thì phải xem bản thân con thôi, không liên quan gì đến cha hết." "Học cái con khỉ ấy." Tô Thương nghe thấy như vậy nhất thời không đồng ý, nói lầm bầm. "Thời gian đó chi bằng con đến quán bar an ủi những chị gái xa ngã kia cho rồi. Còn cái thằng con mất dạy này, con không thể giả vờ ra bên ngoài đồng ý với cha được sao? Như thế trong lòng cha mới dễ chịu một chút chứ." Mặt Tô Thành Bình sầm lại nói. "Thôi đi, chúng ta là cha con ruột, giả vờ như thế thì có ý nghĩa gì? Nói thật với nhau không phải tốt hơn sao?" Tô Thương hỏi ngược lại. "Mẹ kiếp." Trong lòng Tô Thành Bình rất khó chịu, nhưng lại không phản bác được. Cha còn có việc gì nữa không? Nếu không có việc gì thì cha đi đi, con muốn đi ngủ rồi. Buổi tối còn phải đi quán bar nữa. Nghe nói Ngọc
tiên cảnh mới có một nhóm nữ nhân viên nước ngoài đến, con còn chưa được trải nghiệm mùi vị nước ngoài đó nữa. Thằng nhãi con, ngày nào cũng lãng phí thời gian, ông đây muốn trừng phạt con một trận rồi đấy. Tô Thần Bình nghiến răng nghiến lợi, sau đó thành thật nói, hôm nay con đừng có mà đi ngủ, ông chủ Lý mời con qua nhà ông ta đấy. Hử? Ông chủ Lý sao? Là ông nội của Lý Nguyệt sao? Tô Thương nghi ngờ hỏi, ông ta gọi con tới làm gì chứ? Bề ngoài thì là muốn uống rượu cùng con, nói là muốn bồi đắp tình cảm một chút, nhưng trên thực tế, Tô Thần Bình cười giễu cợt, Tô Thương, đêm hôm trước con làm cái gì? Trong lòng con cũng rõ, ông ta yêu thương cháu gái nhất, nhưng nhìn sắc mặt cháu gái tái nhợt, đi đứng thì khập khiễng, con cảm thấy ông chủ Lý mời con qua đó là định làm cái gì? Mẹ kiếp, ông ta sẽ không lén giết con đấy chứ? Cũng không hẳn là như vậy, nhưng chắc chắn sẽ khiến con nhục nhã một phen đó. Tô Thần Bình cười khẽ, con mau đi đi, đừng để ông chủ Lý phải đợi lâu. Đúng rồi, chàng nghe nói Tam thiếu gia Nạp Lan Minh Triết, nhà họ Nạp Lan, cũng có trong danh sách khách mời của ông chủ Lý đó. Nạp Lan Minh Triết có danh xưng là thiếu gia số 1 ở Giang Bắc, cùng với con là công tử anh chơi trác đán nhất Giang Bắc. Anh ta chính là một tấm gương học tập gương mẫu đó. Hơn nữa, cha còn nghe nói Nạp Lan Minh Triết đã quen biết Lý Nguyệt từ rất lâu rồi. Ông chủ Lý vô cùng yêu thích Nạp Lan Minh Triết, hình như còn muốn gả cháu gái cho cậu ta. Tô Thần Bình càng nói càng vui, cười cợt nói, lần này con qua đó e là không chỉ rước sự nhục nhã lên trên người, mà còn phải chịu sự tan vỡ của tâm hồn đó. Ha ha, mẹ kiếp, cha đúng là độc ác thật đó. Cha không thể hy vọng vào đứa con trai này một chút được sao? Tô Thương trợn mắt liếc nhìn cha mình một cái, sau đó ánh mắt run lên, biểu cảm hiện lên một sự ác liệt. Lúc đầu anh không muốn đến nhà họ Lý, nhưng nghe nói Nạp Lan Minh Triết cũng đến, cho nên anh bỗng nhiên thay đổi ý nghĩ. Kể từ sau khi biết người xúi dục Tô Cảnh Hàm hãm hại mình chính là Nạp Lan thiếu gia, Tô Thương từ đầu đến cuối luôn cảm thấy cái người Nạp Lan thiếu gia này chính là Nạp Lan Dịch. Nhưng mà tối hôm qua Tô Thương mới biết người gọi là Nạp Lan thiếu gia đó lại không phải là Nạp Lan Dịch. Loanh quanh một vòng, đến bây giờ Tô Thương lại nghi ngờ đến Nạp Lan Minh Triết. Lý Thuần Phong ngưỡng mộ Nạp Lan Minh Triết, ha, xem ra Nạp Lan Minh Triết có hứng thú với vợ của mình. Tô Thương trong lòng cười lạnh lùng, điều này cũng dễ giải thích. Nạp Lan Minh Triết là đệ nhất công tử Giang Bắc, mà nhan sắc của Lý Nguyệt lại có 102 ở Giang Bắc. Anh ta thích Lý Nguyệt cũng hợp tình hợp lý. Chỉ có điều người này giấu mình quá kỹ. Tôi là thiếu gia, tiếp xúc qua vài lần với anh ta, vậy mà không nhận ra được ý đồ của anh ta với Lý Nguyệt. Lời nói của Tô Thần Bình như đã đánh thức người trong bọc. Tô Thương bỗng nhiên phản ứng lại, chắc hẳn Nạp Lan Minh Triết thèm muốn Lý Nguyệt, nên mới có thể âm thầm sai khiến Tô Cảnh Hàm tiêu diệt mình. Nếu đã như vậy, thế thì Tô Thương nhất định phải chấp nhận lời mời của Lý Thuần Phong, đi thăm dò Nạp Lan Minh Triết thử xem. Nếu như thực sự là anh ta, Tô Thương sẽ không hề khách khí. Này Tô Thương, con cầm theo thứ này đi, nhất định sẽ dùng đến đó. Lúc này Tô Thần Bình đưa cho Tô Thương một cái bình thủy tinh to bằng bàn tay. Tô Thương nhận lấy, nghi ngờ nói, đây là cái gì? Thuốc trị thương, con sắp bị đánh rồi thì nhớ phải uống 2 viên, bảo toàn tính mạng, thu xếp cho ổn nha. Tô Thần Bình vỗ vỗ vai Tô Thương, lộ ra một nụ cười xấu xa, sau đó liền đi ra khỏi biệt thự. Ông chủ, ông thực sự yên tâm để Tô đại thiếu gia một mình đi đến nhà họ Lý hay sao? Tiêu Đình không chịu nổi mà hỏi. Yên tâm đi, chuyện này có gì mà không yên tâm chứ? Tô Thần Bình thản nhiên nói, tối hôm trước Tô đại thiếu gia chọc giận ông chủ Lý, ông thực sự không sợ ông chủ Lý? Tiêu Đình mặt mũi đầy lo lắng, không phải tôi đã đưa cho nó thuốc trị thương rồi sao? Tô Thần Bình vừa đi vừa cười nói, cái thằng nhóc Tô Thương này càng ngày càng khó dạy dỗ, bản lĩnh thì không có, còn ham chạy nhảy như thế. Ta bây giờ chỉ mong nó chịu khổ, bị đánh cho càng thảm càng tốt, như thế mới khiến nó có động lực để học võ chứ. Tiêu Đình, nếu nó là lãng tử biết quay đầu, vậy thì phải phiền cậu vất vả một chút, chỉ bảo cho nó vài chiêu. Tô Thần Bình cười nói tiếp, cậu đã đặt chân đến hóa kình hậu kỳ rồi, dựa vào thực lực của cậu mà chịu dạy bảo nó thì đó là vinh hạnh của nó rồi. Ông chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy võ cho Tô đại thiếu gia. Tiêu Đình nói một cách nghiêm túc, đi thôi. Tô Thần Bình nhẹ nhàng gật đầu rồi đi cùng với Tiêu Đình, biến mất khỏi tầm mắt của Tô Thương. Cái con mẹ nó chứ. Lúc này Tô Thương nhìn vào bình thủy tinh trong tay, khuôn mặt tối sầm cả lại.
tôi vẫn còn chưa đi đến nhà họ Lý mà thuốc trị thương này ông đã chuẩn bị sẵn rồi. Thật đúng là cha ruột tốt mà. Quả thực không cần phải chu đáo tới mức như vậy chứ. Uống cái con mẹ chứ uống. Tô Thương tiện tay vứt đi bình thủy tinh. Anh cũng không chậm trễ nữa. Anh lái xe đến thẳng trang viên nhà họ Lý. Với tư cách là một trong tứ đại gia tộc ở Giang Bắc, tài sản của nhà họ Lý cũng không thể xem thường. Trang viên của nhà họ Lý ở phía tây ngoại ô Giang Bắc, diện tích khoảng chừng mười mấy mẫu, trong đó hò non bộ, hoa viên, hồ nhân tạo, cái gì gì nên có cũng đều có. Kiến trúc lại càng tráng lệ hùng vĩ, trong hiện đại lại có thêm cổ điển. Khoảng 40 phút sau, một chiếc Ferrari màu đỏ dừng lại. Ngay sau đó, Tô Thương bước xuống xe, ngẩng đầu quan sát trang viên nhỏ Lý, sau đó liền định đi vào. Đứng lại! Đúng lúc này, một bóng người vạm vỡ đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa chính, chặn đường đi của Tô Thương. Tô Thương đưa mắt nhìn qua, người này mình đã từng gặp, chính là cha của Lý Nguyệt, Lý Khuê Võ. Sau khi nhận ra người quen, Tô Thương nhếch miệng lên, nhẹ nhàng cười nói, ồ, đây không phải là cha vợ của con hay sao? Không ngờ con lại có mặt mũi lớn như vậy để cho cha vợ phải đích thân ra tận cổng đón tiếp luôn đó. Cậu, câm miệng! Sắc mặt khó coi của Lý Khuê Võ nhìn Tô Thương lạnh lùng nói, Tô Thương, cậu đến nhà họ Lý làm gì? Ông nội Lý mời con tới mà. Tô Thương bình thản nói, sao tôi lại không biết việc này chứ? Lý Khuê Võ chăm chú nhìn Tô Thương lạnh lùng nói, hơn nữa, Tô Thương, cậu vẫn còn nhớ hôm trước tôi ở nhà cậu nói gì hay không? Tô Thương vừa cười vừa nói, không nhớ rõ nữa. Tôi từng nói cửa nhà họ Lý không phải cậu muốn vào thì có thể vào được đâu. Lý Khuê Võ bước về phía trước một bước, vung nắm đấm lên, hạ giọng nói, hôm nay chỉ cần cậu dám bước vào cửa nhà họ Lý, đừng trách tôi tàn nhẫn. Thế sao? Tôi thường đón nhận ánh mắt của Lý Khuê Võ không chút sợ hãi, lạnh lùng nói, Lý Khuê Võ, tôi gọi ông là cha vợ là muốn giữ thể diện cho Lý Nguyệt. Ông thực sự muốn biến mình thành một củ hành hay sao? Tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tô, chỉ có tôi là chiến thần Dực Cân, ông nội tôi là Tô Kiền Khôn. Tô Thương bước từng bước đến gần Lý Khuê Võ, bình tĩnh nói, hôm nay cửa chính nhà họ Lý tôi lại càng muốn bước vào, ông dám động đến tôi thử xem. Vừa nói xong, cả người Tô Thương liền toát ra một luồng khí tức mãnh liệt, trực tiếp bao trùm Lý Khuê Võ, đồng thời anh vẫn tiếp tục sải bước về phía trước. Lý Khuê Võ bị Tô Thương làm cho khiếp sợ, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Thế rồi ma xui quỷ khiến thế nào khiến ông ta đứng sang một bên nhường đường. Cha vợ, như thế này mới đúng chứ. Lần sau thái độ với con tốt một chút, dù sao thì con cũng là con rể của cha mà. Tô Thương quay đầu lại nhìn Lý Khuê Võ, sau đó đi thẳng vào bên trong cửa chính nhỏ Lý. Mình thế mà bị một đại thiếu gia công tử bột dọa sợ rồi sao? Một lúc lâu sau đó thì Lý Khuê Võ mới kịp phản ứng lại, tức giận nhìn về hướng Tô Thương đang rời đi, nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn đuổi theo. Khuê Võ, không cần đuổi theo, cha chỉ muốn nhìn xem lòng can đảm của cậu ấy bây giờ đã đạt được mục đích rồi. Cha, tiếp theo thì nên làm thế nào? Lý Khuê Võ hỏi. Cha đã chuẩn bị cho cậu ấy ba cửa ải, nếu như cậu ấy vượt qua được, cha sẽ cho cậu ấy và Lý Nguyệt qua lại với nhau. Đây mới chỉ là cửa ải đầu tiên thôi. Lý Thuần Phong thản nhiên nói, Khuê Võ, đi đi, sắp xếp cho cậu ta đến phòng khách, cha đến nói chuyện với cậu ấy. Nhớ phải đưa Nạp Lan Minh Triết đi cùng. Cha muốn xem sau khi cậu ấy biết cha chuẩn bị cho Lý Nguyệt và Nạp Lan Minh Triết đến hôn, cậu ấy sẽ có phản ứng gì. Dạ. Lý Khuê Võ đáp lại, sau đó cùng Lý Thuần Phong đi vào trang viên. Tô Thương sau khi đi vào nhà họ Lý, người quản lý ở trong trang viên liền đi ra nghênh đón, rồi dắt anh đến sản phụ để ngồi chờ. Một lúc sau, người quản lý nhanh chóng dẫn anh đến phòng khách. Lúc này Lý Thuần Phong đang ngồi ở vị trí của chủ nhà, Lý Khuê Võ đứng bên cạnh Lý Thuần Phong. Trong phòng khách, ngoài hai cha con họ ra, vẫn còn có một thanh niên mặc bộ quần áo bình thường. Người thanh niên này hơn 20 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt lại có chút tái nhợt, chính là Nạp Lan Minh Triết. Tô đại thiếu gia. Lúc này Nạp Lan Minh Triết nhìn thấy Tô Thương, trong mắt hiện lên một chút xấu xa, nhưng ngoài mặt lại mang theo nụ cười, đứng dậy chào hỏi. Nạp Lan Minh Triết. Tô Thương biết rõ nhưng giả vờ hỏi, cười nói, đã lâu không gặp, sao cậu lại ở đây? Là tôi đưa cậu ấy tới đây. Nạp Lan Minh Triết vẫn chưa mở miệng, Lý Thuần Phong ngồi ở phía trên đã lên tiếng, Tô Thương, cậu đến rồi, có vài chuyện vẫn nên nói thật cho cậu biết thì tốt hơn. Minh Triết tuổi trẻ tài cao, được tôn là đệ nhất công tử Giang Bắc.
tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy. Ánh mắt sáng rực như đuốc của Lý Thuần Phong nhìn Tô Thương, sau đó nói tiếp: vì thế tôi định sẽ hủy hôn ước giữa cậu và Lý Nguyệt, tác hợp cho Lý Nguyệt và Nạp Lan Minh Triết ở bên nhau. Ông nội Lý. Nạp Lan Minh Triết vừa nghe đến đây, đột nhiên vui như trải hội. Cho dù che giấu kỹ thêm nữa một lần thì giờ phút này cũng không thể kìm lại được nữa. Lý Nguyệt chính là người trong mộng cả đời này của anh ta. Sức khỏe của Nạp Lan Minh Triết yếu ớt, vừa kích động một cái lại chịu không nổi mà ho lên, hít mấy hơi thật sâu mới ổn định lại được. Liền hỏi như muốn xác nhận lại, lời ông nói là thật sao? Thật cái rắm. Giờ phút này sau khi Tô Thương nói ra một câu hoa mỹ của nước Hoa Hạ, liền đi tới gạt chân làm cho Nạp Lan Minh Triết ngã sầm xuống đất. Vợ chưa cưới của ông đây mà mày cũng dám tơ tưởng sao? Mày muốn chết sao? Tô Thương không hề khách khí, sau khi gạt chân ngã Nạp Lan Minh Triết còn đạp thêm mấy phát nữa. Cơ thể Nạp Lan Minh Triết vốn dĩ yếu ớt, làm gì chịu nổi mấy cú đạp của Tô Thương chứ? Thế là đau đến hôn mê bất tỉnh. Dừng tay! Lý Tuần Phong nhìn thấy như vậy thì vội vàng ngăn cản Tô Thương, sau đó dặn dò nói: mau kêu người tới đây, đem Nạp Lan Chí gia đến phòng y tế mau. Bên trong trang viên nhỏ Lý có một phòng y tế, trong đó có các bác sĩ và máy móc thiết bị vô cùng tối tân. Rất nhanh có hai người đi tới, đem Nạp Lan Minh Triết đang hôn mê khiêng ra khỏi phòng khách. Tô Thương sau khi sắp xếp cho Nạp Lan Minh Triết xong thì Lý Thuần Phong nhìn sang Tô Thương trầm giọng nói: lá gan của cậu lớn quá rồi đấy. Cậu ta chính là thiếu gia của nhà họ Nạp Lan, thế lực của nhà họ Nạp Lan ở Giang Bắc không hề yếu hơn so với nhà họ Tô của cậu đâu. Ông nội cậu ta còn là tông sư võ đạo nữa. Cậu ra tay đánh cậu ta, không sợ bị nhà họ Nạp Lan tới báo thù sao? Ông nội của cậu ta sao? Tông sư võ đạo sao? Đã là một người chết rồi, tôi sợ cái cóc khỉ khô gì chứ? Trong lòng Tô Thương khinh thường cười nhạo, nhưng lúc trước anh có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai cha con Lý Thuần Phong thì được biết nhà họ Lý chuẩn bị ba cửa ải để thử thách mình. Lý Khuê Võ chặn ở cửa là ải thứ nhất, mục đích là muốn thử thách lòng dũng cảm của mình, cho nên anh mới mạnh mẽ xông vào. Lý Thuần Phong cũng không hề tức giận. Còn Nạp Lan Minh Triết là ải thứ hai, chính là muốn xem mình có yêu Lý Nguyệt nhiều hay không. Bởi vậy lúc nãy Tô Thương cũng không nói gì, trực tiếp động tay động chân hùng hăng đạp Nạp Lan Minh Triết. Đương nhiên Nạp Lan Minh Triết thế nào cũng sẽ tính kế với anh, để lúc đó chắc chắn có thể biết được Nạp Lan công tử trong miệng Tô Cảnh Hàm có phải là Nạp Lan Minh Triết hay không. Dựa vào thực lực của Tô Thương, giết Nạp Lan Minh Triết dễ như trở bàn tay, nhưng anh vẫn chưa xác định được Nạp Lan công tử rốt cục là ai. Nếu như người tính kế với mình không phải là Nạp Lan Minh Triết thì có coi như giết chết Nạp Lan Minh Triết rồi thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Kẻ thù ở trong bóng tối, còn mình thì lại ở ngoài sáng. Tô Thương rất ghét cảm giác này, cho nên mới muốn lôi kẻ ở ẩn nấp sau lưng ra. Vì vậy anh mới cố ý chọc tức Nạp Lan Minh Triết để quan sát tiếp theo sẽ như thế nào. Này Tô Thương, tôi đang nói chuyện với cậu, cậu lại ngẩn người ra làm gì chứ? Lẽ nào cậu đã hối hận vì đánh Nạp Lan Minh Triết rồi sao? Lúc này Lý Thuần Phong lại hỏi: hối hận sao? Sao mà có thể được chứ? Tô Thương định thần lại rồi nghiêm túc nói: ông nội Lý, Lý Nguyệt là vợ chưa cưới của cháu, sớm muộn gì cô ấy cũng là người phụ nữ của cháu. Cái tên Nạp Lan Minh Triết này vậy mà dám có ý đồ biến thái với người phụ nữ của cháu, đừng nói là đánh cậu ta một trận, giết cậu ta thì cháu cũng có ý đề đó. Vừa đã xong, Tô Thương lại nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: ông nội Lý, phòng y tế ở đâu thế? Ông kiếm người dẫn đường cho cháu đi, bây giờ cháu đi giết chết cái tên Nạp Lan Minh Triết thối tha kia. Ông yên tâm, chuyện này đều do một mình cháu làm, không liên quan gì đến nhỏ Lý của ông. Nhà họ Nạp Lan muốn báo thù gì cứ để bọn họ tới tìm cháu là được. Tô Thương làm ra vẻ hung hăng nói ra: bởi vì Lý Nguyệt mà Tô Thương muốn giết chết Nạp Lan Minh Triết sao? Cái này là quá tốt rồi đó. Đây mới đúng là người đàn ông có trách nhiệm. Không tệ, không tệ mà. Lý Thuần Phong nhìn thấy bộ dạng hung hăng của Tô Thương thì chẳng những không tức giận mà còn vô cùng vui mừng. Theo như ông ta thấy thì Tô Thương mặc dù vô công rỗi nghề, không có chí tiến thủ, nhưng có lòng dũng cảm, biết yêu thương vợ. Đây không phải là một người đàn ông tốt hay sao? Lại thêm, Lý Nguyệt cũng rất có cảm tình với Tô Thương. Nếu như có thể gả cho Tô Thương thì có lẽ cũng là một kết cục tốt. Nhưng mà phải thử thách thêm lần nữa tên nhóc con này mới được. Suy nghĩ đến đây, Lý Thuần Phong liền nhìn sang Tô Thương, thản nhiên nói: Tô Thương, lúc này nói hủy bỏ hôn ước, đem Lý Nguyệt ghép với Nạp Lan Minh Triết cũng chỉ là do tôi tùy tiện nói thôi.
cậu cũng đừng quá để ý. Chỉ là Lý Nguyệt là đứa cháu mà tôi yêu quý nhất. Tôi cảm thấy cậu và nó cuối cùng vẫn không hợp nhau cho lắm. Lý Thần Phong chuyển chủ đề, đề nghị nói: Hai ngày nay tôi ở khắp nơi tuyển chọn ra được 10 cô gái đẹp vô cùng, ngực to, eo nhỏ, đẹp chim sa cá lạnh, hoa nhường nguyệt thẹn. Như vậy đi, tôi sẽ tặng hết bọn họ cho cậu, làm người hầu gái cho cậu. Từ nay về sau, cậu đừng đến tìm Lý Nguyệt nữa. Cậu thấy như thế nào? Tô Thường nghe đến lời này, quả quyết từ chối: Không được đâu, ông nội Lý, cháu thật lòng yêu Lý Nguyệt. Cả đời này, cháu cũng chỉ cưới mỗi cô ấy thôi. Khoan hãy vội, cậu vẫn nên đi xem những người đẹp mà tôi tìm cho cậu trước, rồi sau đó hãy quyết định. Lý Thần Phong nở một nụ cười, sau đó vẫy vẫy tay: Đem người lên đây đi. Vâng. Một tên người làm cung kính trả lời, ngay sau đó thì dẫn theo 10 cô gái xinh đẹp đi vào phòng khách. 10 cô gái này toàn bộ đều đang ở độ tuổi nhan sắc xuân sắc, nhan sắc ngàn năm có một. Phong cách ăn mặc của mỗi người đều theo một phong cách riêng, có kiểu búp bê dễ thương, có người thì gợi cảm, có người thì thuần thục đầy kinh nghiệm, lại còn có cô em máy bay nữa. Tóm lại 10 cô gái đẹp này hoàn toàn đáp ứng được những ảo tưởng của đàn ông đối với phụ nữ, đẹp không sao tả xiết. Sắc đẹp của bọn họ so với Lý Nguyệt còn kém một chút, nhưng lại thắng ở số lượng nhiều. Lý Thuần Phong nở nụ cười dụ dỗ: Tô Thương, chỉ cần cậu đồng ý không đeo bám Lý Nguyệt nữa thì hôm nay có thể đem toàn bộ bọn họ đi. Từ nay về sau bọn họ đều thuộc về cậu. Phắc. Nói thật, Tô Thương có chút động lòng. 10 cô gái đẹp này đâu chỉ cao cấp hơn một bậc so với mấy em trong quán bar cơ chứ. Đặc biệt là khi bọn họ đứng chung với nhau ở đây, đấy chính là 1+1=2. Quả là có sức công kích. Lý Thuần Phong, đáng chết, đây chính là cửa ải của ba ông sao? Thứ ba của ông sao? Quá bị ổi rồi. Vậy mà lại lấy cái thứ này đi thử thách con rể nhà Lý sao? Con rể nhà ai mà chịu nổi thử thách này chứ? Cho dù là Tô Thương cũng xém chút nữa bị mê hoặc. Nhưng mà rất nhanh, anh đã lấy lại được bình tĩnh, trực tiếp từ chối: Ông nội Lý, đừng có làm mấy trò vớ vẩn này nữa. Trái tim cháu đã thuộc về Lý Nguyệt rồi, ai cũng không cướp đi được đâu. Một đời một kiếp một đôi, còn chỉ yêu mỗi mình Lý Nguyệt thôi. Được. Lý Thuần Phong nghe thấy câu trả lời của Tô Thương thì kích động đứng bật dậy, hưng phấn nói: Đứa trẻ ngoan, Tô Thương, nếu như cậu có thể nói được, làm được thì hôn ước không cần hủy nữa, tôi sẽ gả Lý Nguyệt cho cậu. Thật sao? Tô Thương hỏi ngược lại: Thật. Lý Thuần Phong nghiêm túc nói: Lý Thuần Phong tôi hành tẩu giang hồ, từ trước tới nay nói một không nói hai, lời nói như đinh đóng cột. Được rồi, ông nội Lý, ông sắp xếp một chiếc xe, đem hết 10 em xinh đẹp này đưa đến biệt thự của cháu đi, xem như là của hồi môn của Lý Nguyệt. Tô Thương khẽ cười nói: Ừ. Lý Thuần Phong dừng lại một chút, lập tức trợn tím mặt. Được đó, Tô Thương, làm cả một buổi trời mà cậu vẫn còn tưởng nhớ đến 10 em gái xinh đẹp này, xem ra những lời cậu nói lúc nãy đều là giả hết. Tô Thương mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội: Ông nội Lý, đừng có nghĩ oan cho cháu mà, cháu cũng chỉ là nói như đinh đóng cột thôi mà, cái đồ chó má. Lý Thuần Phong thèm quá hóa giận: Lúc nãy cậu còn nói chỉ lấy một mình Lý Nguyệt, bây giờ lại còn muốn 10 em gái xinh đẹp này làm cái gì hả? Còn không lấy bọn họ mà, chỉ đùa vui mà thôi. Tô Thương thuận miệng nói: Đùa vui sao? Lý Thuần Phong nổi giận: Không phải cậu nói trái tim cậu chỉ thuộc về Lý Nguyệt phải sao? Đúng vậy. Tô Thương nghiêm trang nói: Ông nội Lý, ông yên tâm đi, bọn họ chỉ lấy được cơ thể cháu, vĩnh viễn không bao giờ lấy được trái tim cháu đâu. Cút. Lý Thuần Phong nghe thấy như vậy, mặt biến sắc, rít gào lên: Tô Thương, cậu lập tức cút khỏi nhà họ Lý ngay cho tôi. Ông nội Lý, ông đừng tức giận chứ, chú ý giữ gìn sức khỏe, cháu đi trước đây, có rảnh chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé, nhớ đưa người đẹp đến biệt thự của cháu nhé. Tô Thương cười nói rồi nhanh như một làn khói chạy ra khỏi nhà họ Lý. Cái đồ phế vật này làm tôi tức chết mà. Đợi đã, mình đúng là tức đến hồ đồ rồi, sao lại là thỏ thả nó đi chứ, nên đánh cho nó một trận mới đúng chứ. Lý Thuần Phong nghiến răng nghiến lợi nói: Cha, có cần con đuổi theo không, cậu ta chắc chưa đi xa đâu. Lý Khuê Võ cũng tức giận nói ra: Không cần nữa, lần này tha cho nó, lần sau lại xử nó tiếp. Lý Thuần Phong vẫn còn tức giận, nghiến răng nói: Tô đầu bạc, ông nuôi một đứa cháu tốt quá rồi đấy, hôm nay xém chút nữa làm tôi tức đến sinh bệnh luôn rồi. Không được, cái cục tức này nuốt không trôi mà, bắt buộc phải uống rượu quốc diệu trăm năm mới qua được. Suy nghĩ đến đây thì Lý Thuần Phong liền xoay người đi đến trang viên nhỏ Tô. Rượu quốc diệu trăm năm lần trước mùi thơm nước mũi, vị giác kéo dài, quả thực là cực phẩm trong các loại rượu.
Lý Thuần Phong uống một lần rồi thì không thể quên được. Chỉ là Lý Thuần Phong có chút tò mò, dư âm sau đó có rượu quốc diệu trăm năm, sao mà nặng quá? Sao mà giống như là uống mấy loại rượu một đồng nửa lít vậy? Ngày hôm sau tỉnh dậy thì hoa mắt chóng mặt, rất là khó chịu. Có lẽ đây là đặc điểm khác lạ của rượu quốc diệu trăm năm, Lý Thuần Phong cũng không thèm để ý tới nữa. Một bên khác, Tô Thương vừa rời khỏi trang viên nhỏ Lý chưa lâu thì anh nhận ra rằng mình đã bị khóa chặt bởi một luồng khí sắc bén. Luồng khí tức này rất quen thuộc, hơn nữa còn tràn đầy sát ý, rõ ràng là muốn giết mình mà. Tô Thương dừng chân, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh đã nhận ra đó là ai, bèn cười đùa nói: "Theo tôi cả một quãng đường rồi, còn chưa ra tay hay sao?"